hiểm xã hội tỉnh Long An được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 1995 với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Từ năm 2003, Bảo hiểm xã hội Long An cùng một lúc thực hiện hai chức năng, đó là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Với chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, quản lý các loại quỹ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Đây là căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tính cùng chị Nguyễn Thị Thùy Trang, tòa lạc tại ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, do các anh chị em hùn tiền để cất nhà nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho chị Thùy Trang dưỡng bệnh. Với căn bệnh ung thư máu, nhưng ngặt một nỗi khi còn khỏe mạnh, người dân chưa quen với việc mua bảo hiểm y tế. Đến chừng phát bệnh thì toàn bộ chi phí gia đình phải gánh chịu hết mấy trăm triệu đồng. Sau khi mua bảo hiểm y tế, giờ đây anh chị an tâm điều trị, tiền thuốc thang có bảo hiểm y tế lo liệu. Ngày đầu, chỉ những đợt đầu điều trị thôi cũng phải tốn đến 300 triệu đồng. Là khoảng 600 mấy triệu, trừ bảo hiểm rồi thì 80%. Mọi người nên tham gia bảo hiểm, nếu mà không có bảo hiểm như bệnh bà xã này, nếu mà không có bảo hiểm là chết, không thể nào chạy nổi. Còn đây là nhà của bà Bùi Thị Thảo, sinh năm 1946, là cán bộ hưu trí, tọa lạc tại khu phố An Thuận 2, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bản thân bà bị bệnh đã nhiều năm, nhưng không đến nỗi như lần này. Các bác sĩ chẩn đoán có khi sẽ không qua khỏi. Ông bà ta có câu, còn nước thì còn tát. Gia đình không nỡ đem về nhà, nên tiếp tục nhập viện ở Long An. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, sau 4 tháng điều trị, chị Đỗ Thị Thơm là con dâu của bà Thảo cho biết. Tại vì thấy cái bảo hiểm y tế nó chi trả cho người nhà mình đỡ nhiều lắm. Không có bảo hiểm y tế là chết. Trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình trong tổng số hơn 3 triệu lượt bệnh nhân được Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An thanh toán qua việc tham gia bảo hiểm y tế. Về bảo hiểm y tế, bao gồm bảo hiểm y tế bắt buộc với các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh, sinh viên, vân vân, và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bảo hiểm xã hội Long An tăng cường, nhất là bám sát vào những nội dung về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về hình thức hết sức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và từng đối tượng tham gia, như đối thoại, tư vấn trực tiếp, tuyên truyền tại doanh nghiệp để người lao động và chủ sử dụng lao động tiếp cận chính sách, hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyền lợi mà tham gia bảo hiểm xã hội này nè, thì nó có cái quyền lợi được rất là hay, là khi mình về già đó, mình cũng được hưởng lương hưu như những cán bộ mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác vậy đó. Rồi mình cũng được chế độ mai táng phí mà khi tử tức á. Thành ra tôi thấy hai cái này rất là có lợi cho một người dân. Về cái thu bảo hiểm xã hội, thì thu bảo hiểm xã hội là trong đó có cái phát triển đối tượng. Nếu như năm 2012 có 907.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thì tính đến tháng 10 năm 2016
là có 264.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, 250.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thì tính đến nay thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Long An là đạt 81,14% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thì bên cạnh đó về công tác thu thì từ năm 2012 đến nay là số thu đạt trên 12.000 tỷ đồng. Thì tính đến nay là so đến nay là đạt 54,4% so với năm 2012. Thì bên cạnh đó ngành cũng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Thứ nhất là áp dụng các cái công nghệ thông tin vào cái chuyên môn nghiệp vụ của ngành, rồi thực hiện cái giao dịch hồ sơ điện tử, rồi thực hiện cái trả hồ sơ qua bưu điện. Về cái chính sách thì trong toàn tỉnh hiện nay là quản lý trên 13.000 đối tượng lương hưu, hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hàng tháng. Về công tác tuyên truyền thì bảo hiểm xã hội cũng đã trong thời gian qua đã cố gắng tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm và luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động đến cho từng doanh nghiệp và đến cho người lao động. Thừa hưởng chức năng nhiệm vụ của người tiền nhiệm, đến nay công ty cổ phần thương mại và sản xuất thép Minh Thảo toàn lạc tại xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa, bổ sung thêm ngành nghề là thiết kế hoàn thiện các loại giày mẫu theo yêu cầu của phía đối tác nước ngoài. Tuy mới đi vào hoạt động được đôi năm, nhưng ban giám đốc công ty luôn ý thức được quyền và trách nhiệm, nên năm nào cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Bộ bảo hiểm xã hội, thứ nhất là khi mình nghỉ ốm thì cái ngày công của đó thì mình không có được hưởng lương. Thì khi mình nghỉ ngày đó thì mình sẽ được bên bảo hiểm thanh toán lại cái chế độ đó cho mình. Thứ hai nữa là khi mình nghỉ làm mà mình nghỉ việc ở một cái công ty mình chưa tìm được việc làm mới thì mình sẽ có được cái hưởng được một cái khoản là gọi là trợ cấp thất nghiệp. Cái thứ ba nữa là sau này nếu mà mình về lớn tuổi mình không đi làm nữa, mình đóng đủ 20 năm thì mình sẽ được hưởng một cái khoản là lương hưu. Nếu mà người lao động mà vô thử việc xong rồi á thì được ký hợp đồng và công ty sẽ làm đúng theo quy định của nhà nước là tất cả đều là mua bảo hiểm lao động hết. Thì trong đó gồm có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa có trên 166.600 người, tăng 3,48% so với năm 2014, với số thu trên 320 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 183.200 người, số thu tổng cộng gần 260,7 tỷ đồng. Song song đó, hàng tháng chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 2.000 người qua thẻ ATM và hơn 500 người trợ cấp một lần qua bưu điện. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thì huyện đang quản lý trên 500 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh Xã hội để đến các doanh nghiệp kiểm tra cái tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị. Tính đến tháng 8 năm 2016 thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đạt 76,39%. Đối với chi nhánh công ty cổ phần sản xuất thương mại nhựa Hiệp Thành ở xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn giữ vững thành tích tham gia mua bảo hiểm cho người lao động. Hiện nay, công ty sản xuất mặt hàng nhựa gia dụng và nhựa công nghiệp để tiêu thụ 70% sản phẩm trong nước và 30% dành cho xuất khẩu đi các nước. Cái bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội là lo cho người lao động, nó vừa là nghĩa vụ mà vừa là trách nhiệm. Thì cho nên chúng tôi phải cái trách nhiệm thì phải lo cho người lao động. Vì người lao động gắn bó với doanh nghiệp thì phải lo cho nó hoàn chỉnh theo chế độ chính sách. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn huyện Bến Lức trên 98.500 người, tăng hơn cùng kỳ năm 2015 hơn 14%.
Trong tổng số 236,5 tỷ đồng thu từ 3 loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp thì bảo hiểm xã hội có số thu cao nhất với hơn 163 tỷ đồng. Sở dĩ bảo hiểm xã hội huyện Bến Lức đạt được kết quả như vậy là nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Trong đó chú trọng nhất là công tác tuyên truyền kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Đức tổ chức đối thoại, phối hợp Mặt trận Tổ quốc huyện Bến Lức kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Trong thời gian qua, bảo hiểm xã hội huyện tăng cường cái công tác tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về cái chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện hành có nhiều điểm mới được đối tượng tham gia bảo hiểm đồng tình, như vợ sinh con, chồng được nghỉ để chăm sóc cả mẹ lẫn con. Khi bị tai nạn lao động, ngoài việc được hưởng trợ cấp, còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Công ty có tạo điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ 5 ngày để phụ giúp cho vợ trong những ngày mới sinh. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Long An bao gồm tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, cấp các loại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, tổ chức hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh để khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế. Một lĩnh vực được nhiều người quan tâm đó chính là bảo hiểm thất nghiệp với hơn 250.000 người tham gia. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Long An có một số cơ sở tiếp nhận hồ sơ như thành phố Tân An, Đức Hòa. Chỉ tính riêng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức năm 2015 giải quyết 17.000 hồ sơ. Còn 9 tháng đầu năm 2016 đã làm thủ tục cho 15.000 người. Trong hướng tới thực hiện cái chủ trương tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời là thực hiện cái đặc biệt là thực hiện cái quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cái lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân cho Long An là đến năm 2020 là phải đạt 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thì cùng với giao chỉ tiêu như vậy thì khối lượng công việc của ngành sẽ tăng lên. Thì đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức của ngành phải nỗ lực, hết sức nỗ lực cố gắng mới hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao. Thì trước mắt chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác cải cách thủ tục hành chính, là đặc biệt là phải tăng cường cái công tác giao dịch hồ sơ điện tử, là hướng tới là 100% đơn vị và doanh nghiệp tham gia cái giao dịch hồ sơ điện tử. Rồi chúng tôi sẽ tăng cường đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin vào các cái công việc của ngành. Rồi chúng tôi tiếp tục chi trả hồ sơ qua bưu điện. Về công tác chính sách thì trong quá trình giải quyết chế độ chính sách để đảm bảo công bằng cho người thụ hưởng, thì trước khi là chi trả cho người thụ hưởng thì trong quá trình giải quyết là chúng tôi phải kiểm tra trước khi chi trả, đặt vấn đề kiểm tra trước khi chi trả bảo hiểm xã hội. Về nguyên tắc, có đóng mới được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, sự giúp đỡ của xã hội, cộng đồng. Để phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Đòi hỏi sự nỗ lực của đội ngũ bảo hiểm xã hội Long An, đồng thời với sự lãnh đạo của các ủy, chính quyền địa phương, hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp và sự cộng tác của người lao động. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu đã đề ra.